mới thơm, muốn nứt cái mũi luôn á, quá thơm luôn rồi cả nhà ơi. Đói bụng chưa, có ai đói bụng chưa, đói bụng ăn cơm trúng em nha. Đói bụng quá rồi, rồi ăn cơm quá nồng. Chào cả nhà, nay được mấy con cá lóc rồi cả nhà, một con cá bự và được mấy con cá nhỏ. Này mình sẽ nấu canh chua với cá lóc khô nha. Vô sắc hành, hành để chút khử cá, kho cá, để chút để vô cá nữa. Để sắc rau con, rau thơm để vô canh chua. Nguyên thề chỉ rau dạ. Nấu bữa nay nấu canh chua giá khóm, đậu bắp, cà chua. Đây là rau cần gà lái, rau thơm, rau ôm, cái mấy cọng rau ôm nè, rau cần tàu, chớ chà bá luôn, chớ này làm kiểng chơi thôi chứ nó cũng đâu có cày mấy, để vô cho có màu đẹp. Giờ mình sẽ đi kho cá nữa nha, vào kho cá. Chế vô miếng dầu. Rau thơm. Mình thấy nước màu nó ngon hơn. Cái màu hương nó cũng đẹp nữa. Thích kho cá mà đắt. Nhìn nó ngon. Nước màu có nha cả nhà. Bây giờ mình kho cá nha. Mình kho mấy cá lóc nhỏ. Mà cá lóc bự gì không chua, để khối nhỏ cho cái nước đồng khối rồi. Còn mấy cá lóc nhỏ, còn cá lóc bự này chút nấu chua nha. Mấy cá lóc nhỏ thì cá kho ngon lắm luôn. Cái đường này nhỏ kho nó thấm đường. Cái chấm này. Để nước nó sôi. Để ớt luôn. Để nó sôi lên. Mình đã vô miếng nước luôn nha nhà. Rồi cá nó chín. Cá nó ngon. Sôi trời. Trời ơi, cái nồi nước nó sôi. Nóng lắm. Cho nó cá vô cùng chị nha nha. Bây giờ nóng nóng. Để vô cho nó chín. Trễ đó mà, làm cái con cơm. Cá bự quá trời. Để vô cái xăng chứ. Nước nóng mà, nóng rồi. Dầm me. Lâu lắm rồi, em không có mình không có ăn cá canh chua, canh chua khóm giá hẹ. Tại ăn canh chua ga cũng muốn luôn mà. Bữa nay mình không nấu canh chua cũng muốn, mình nấu canh chua rồi. Khóm giá đậu bắp bung xuống cà. Hồi nhỏ cái thích ăn món này luôn á. Nó thơm tại có mùi khóm á, thơm á. Mình ra nước me nè. Mình đổ nước me vô luôn nha. Nó chua chua ngọt ngọt, cay cay. Nè coi cái đầu cá lóc nè, nó biết cá lóc bơ lớn thì gì. Thấy không? Chà bá luôn. Con này chắc hơn nửa ký. 800 gram. Ừ. Giờ em sẽ sắc thêm ớt này nghe cả nhà. Tại sức ớt này nãy nó không có cay. Ớt này mới cay nè. Để vô cá kho, canh chua có thể the. Ăn rất ngon.
bột. Sôi quá sôi có bột, dần hết bột nha. Đây, hôm nay là có đường bột ngọt với muối nè, đổ hết cho luôn nha. Nấu cho chua cay mặn ngọt. Chua chua cay cay ngọt ngọt. Dùng miếng mắm nó con chua đấy, miếng mắm thơm. Dùng miếng mắm. Dùng đây cà với khớp vô luôn nha. Cho nó ra nước cho thơm. Để thớp vô cơm nè. Da nóng. Để cà luôn. Gao khí thế luôn. Còn giá với bùn súng mình để sao, đậu bắp để sao. Khi nào nhắc xuống hay để giá, để sớm quá nó gục. Ôi, ngon quá nè. Sắc xuống. Màu đẹp không? Quá đẹp luôn. Kho này đặt màu đẹp. Giờ đây hành luôn. Chín rồi đây, chín về nhắc xuống thôi. Quá ngon, ngon cá. Ừ, quá hấp dẫn. Thơm luôn á, kẹo lên kìa thấy không? Lâu lâu phải nhớ lại món kho quẹt. Bây giờ vớt cá đây, cái nồi mình cái nồi quá nhỏ rồi. Bây giờ phải vớt cá ra. Chàng. Mới để bông súng với giá vô được mới được. Quá sâu luôn rồi. Cá chín hết rồi. Nãy giờ. Cá ngon không? Nóng quá. Dạ nóng. Cái bông súng giá khóm. Giờ để giá luôn nhóc, giá xuống. Giá màu chín để giá này ăn sống được không? Màu chín lắm, vừa nhắc để vô nhắc xuống là vừa. Dứa nào quá nhỏ, nãy tính nấu nào kia kìa, còn nấu nào đất cho nhìn cho nó đẹp, nhìn hấp dẫn. Rồi sôi bừng lên cái tài luôn á. Giờ đây rau thơm vô nha cả nhà. Để hết vô luôn. Canh chua không thể thiếu. Rồi thơm. Muốn nứt cái mũi luôn á. Quá thơm luôn rồi cả nhà ơi. Đói bụng chưa? Có ai đói bụng chưa? Đói bụng ăn cơm trúng em nha. Cho cái kho nghe cả nhà. Nãy giờ quên. Cho nó thơm. Đó. Bụng quá rồi. Rồi ăn cơm. Cá kho cũng chín rồi cả nhà ơi. Em mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn cơm chung với em cho vui. Bữa nay ăn cơm với cá lóc non chua, cá lóc phục khô. Nóng. Thì em cũng múc vừa ba mẹ em một tô rồi. Bây giờ còn phải múc để em cá vô mới được nè. Em mời cả nhà ăn cơm nha. Này, cá lóc non chua nè. Trong nước mắm mặn. Em mời cả nhà nha. Cá lóc cũng dai á, bự quá dai. Ngon. À, canh chua giá hẹ nè. Giá chứ không có hẹ, nó chua đã hẹ. Quen gì đậu bắp khóm, cà chua, phục súng. Nóng mới nhắc xuống ha, vừa lại cái nồi đất nó giữ đồ nóng dai lắm cả nhà. Rồi cái kho thấy cái kho ngon không, quá hấp dẫn luôn, cái màu rất là đẹp luôn. Mình thắng bằng nước thắng bằng đường á, cái màu rất là đẹp. Mình kho nồi đất
rất là ngon luôn à. Để nguyên khứa bự luôn. Em mời tất cả mọi người nha. Ôi thấm luôn á cả nhà. Thấm tới thịt trong luôn á. Mặn mặn ngọt ngọt. Cá mặn mặn ngọt ngọt ngon. Rồi cả nhà biết sao không? Tại vì em thích ăn ngọt lắm. Em kho cá phải mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Nó chua cũng vậy, phải chua chua cay cay mới ngọt ngọt em mới chịu. Em thích ăn ngọt hơn em chứ không thích ăn đồ chua. Nguyên cái đường cá. Nè không? Thôi nè. Cá lóc nè. Đó. Khó ngốc ngốc luôn. Nóng còn nóng ngon. Hấp nước đã. Trời lắm rồi. Mời cả nhà ăn cơm. Chèn nước canh chua luôn. Để cần vậy lá, rau cần vậy lá vô thơm. Nè cá nè, để đây nè. Ngon. Ăn đi cá giúp chưa? Tới giờ còn nóng luôn á. Nhỏ đất nó giữ nóng lắm. Ra kho rồi. Lâu mà được cái nồi canh chua với cá kho ngon lắm luôn. Ngon cả nhà ơi. Mời tất cả mọi người nha. Mời cả nhà ăn cá nha. Cửa nó dữ lắm á. Chèm mấy canh chua nè. Nó canh chua giá như này cũng cũng ngon. Ăn cá kho hả? Ăn đi cái nhóc chân. Đúng. Mấy cá nhỏ không? Mấy cá nhỏ này co dài cơ. Gặp giá khắc à. Bởi vì đi ăn ha, món gì hay này nọ kia ha. Cũng nhớ là món kho khô nè. Canh chua kho khô. Cá đi nhóc chân nè. Ha, anh chen lại như nào. Chan nước canh chua ngon á, dễ ăn. Ở già mà tôi dễ mà nó không xuống luôn. Dễ khắc. Nè cá ăn đi. Đang ăn mà. Là nguyên khứa cá luôn nè. Cái gì? Nè nè. Nguyên khứa luôn. Món này đúng tủ mà. No. Đói quá ăn cũng không được nhiều. Đói quá ăn vô đau. Tại không ăn sáng á. Cái mình ăn vậy cũng hay no ngược lại lắm. Thôi nội. Cấp 2 chén canh luôn, nửa chén cơm.
còn nóng không? Nóng hổi luôn. Qua clip của đây nha, cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo. Bye bye, chào cả nhà. Bye. Cả nhà nhớ ủng hộ nha cả nhà. Đi cổ nhóc chân nè.